Hello anh em, thì nay mình đi qua Tiền Giang qua mấy bãi xe anh em. Mình đi lượm dây chai, mình lượm dây chai về mình gắn xe mình nữa. Nói chung là đam mê nhưng mà không có tiền, không có tiền thì không có chơi được đồ mới nha anh em. Nên mình phải đi lượm dây chai. Đó, chủ yếu là mình muốn chiếc xe mình đẹp, đang quay cho anh em coi cho nó thuê hơn. Đây là bãi xe của chú Quang bên Đồng Tâm nha anh em. Nói chung qua đây thấy mấy chiếc xe cọp ghê quá anh em. Đây bên này nhiều xe cọp lắm nha. Dữ không? Đó, trong nữa nè. Còn trong này nữa nè. Vô đây là vô đây. Tính qua mua cặp ghi đông này nè anh em. Ấy. Xe này đụng tới nhà ta. Vệ sinh lại nha, lúc này lại nha. Tính một cặp ghi đông này về gắn chiếc quay 66 nè anh em. Thấy được không? Thì cái con này không biết trái nhiêu mà có thớt đầu nè anh em. Cái lồng thì cái lồng đi 180 nha. Nào quay lại cái lồng thử coi. Không biết có không biết người ta có in ngược không mà sao ở đây ghi 180cc. Mình nghĩ chắc là 108 mà nhà sản xuất nó in lộn á anh em, nó in qua thành 180. Đó. Con này chắc phải 62. 62 15 túm. Tấm lại đi cái thớt ngoài, thớt này tiện để chiều thôi chứ mình đi cái nắp chụp riêng cũng được nữa anh em. Mình nghĩ là vậy. Tại cái thớt này nó cũng mỏng à. Nè, quay cái thớt đi. Má thớt này cũng mỏng à. Nè. Vô quay con này mới ghê anh em. Đây. Super ốp phần. 7x. Nó trơn rồi chứ không biết nhiều nữa. Mà mình thấy cái lồng này bự quá trớn mà mình không biết cái trái nó nhiêu luôn anh em. Mà thấy cái lồng không? Cái lồng này người ta đi tiện á, CNC lại á. Con này chắc vô xăng chạy phải hệ super fan anh nha anh em. Nhìn cái lồng thôi là thấy kinh khủng. Thì nói chung là xe này nó lực dữ lắm hay sao nó chạy xé sườn luôn nè anh em. Nào quay vào chỗ xé sườn. Đó. Chạy xé sườn luôn. Lên này nè, lên nè. Thì mình đi hơi trễ anh em, mình đi hơi trễ, mình tính qua mình mua cái cây ghi đông này, mình mua nguyên cặp rắc này nè, nó với cái bánh này luôn, mà người ta mua rồi, người ta mua mất tiêu rồi, buồn quá. Nhưng mà đi mấy chục cây số luôn á, xa lắm chứ phải gần anh em. Cái vỏ này đúng nhỏ luôn, cái vỏ này về bỏ chiếc rắc tôi chạy thầy luôn anh em, đó. Thì mình tính mua qua mình mua mấy cái bánh nhỏ nhỏ vậy nè với cái cặp này về cho chiếc gạt các bạn, cho chiếc quay trắng á. Mà giờ chủ tiệm nói còn có con cặp kia thôi, cặp này bán rồi, cặp này với cặp bánh bán rồi, cục máy bán luôn rồi, cục máy bán 8 triệu anh em, cục máy bán 8 triệu mà bán luôn rồi. Giờ xe này còn còn bộ số gãi nè, bộ số gãi chưa bán nè, bình xăng cái sườn, mà cái sườn này chắc hư rồi. Tính mua cái bô leo này nữa mà ông chủ tiệm muốn nói bán nguyên chiếc chứ không bán cái bô không anh em. Đó, nguyên chiếc về nguyên chiếc Nhật nha, nguyên chiếc Nhật làm lên thì bán 6 tẹo á. Nãy mình hỏi là chủ tiệm nói chiếc này bán 6 tẹo nên mình tính mua cái bô thôi. Nhà xe nhiều mua chi nguyên chiếc đúng không anh em. Để hồi mình gạ mình mua cái bô này với cái cặp ghi đông kia luôn, gạ thử coi không biết ông bán không. Đó. Ủa, con lửa nó bán chưa? Mày lửa đi để chơi đó. Phá hoài. Nói chung là bên này nè. Bên đó còn xe nữa kìa. Có đuôi giấy ra. Bên đó còn giấy xe riêng của anh em. Bên đó xe riêng không ạ? Qua mấy chỗ này lâm dây chai thầy luôn, nhiều lắm. Bộ đồng hồ có với cái bộ bán không? Bộ cái bộ với cái bộ bán. Xé lẻ cái bộ mà bán, có gì có cái bộ không? Nó được. Kìa. Chứ nhiều mấy chiếc không có bộ rồi sao? Chiếc không bộ rồi. Thì giờ
Rồi cái bô không xé lẻ luôn rồi anh em ơi. Cái bô leo ngoài kia nó đẹp, bô đây nhóc mà nó bị xét hết trơn. Có cái bô này giống của Hoàng, nó cũng xét đen luôn rồi. Bô này mới giữ nè anh em. Đó, ghê không? Không biết gắn xe gì luôn. Bô này chắc chế quá. Này xe gì? Nó gắn đúng màu luôn rồi, gắn như gắn hai cái tên lửa. Mua rồi luôn. Qua trễ quá anh em ơi, qua trễ quá, người ta mua hết trơn rồi anh em ơi. Quẹt quá, mẫu này chắc quẹt. Chung nay qua trễ. À, đây có cái sườn rắc. Quay cái sườn rắc. Sườn này chắc sườn chế quá anh em. Sườn này ai mua chưa? Anh? Sườn này ai mua chưa? Mua rồi luôn. Kiểu như mình qua trễ quá anh em. Qua trễ quá người ta mua hết trơn rồi. Bình thường ngày mấy mới có xe về? Cũng vô giờ nữa. Nếu mà em thường lên một chiều tốt 7 tấn này. Có về là đăng lên mà. Thì hôm qua mới coi ông kia ông đăng, nay qua bán trơn. Quá phút coi phải điện qua đặt cọc nữa đâu. Cái này chưa bán nè, chắc luôn. Tại nãy hỏi rồi, cái này chưa bán. Tính mua cặp này nè anh em, tính mua cặp này về gắn chiếc quay nè. Thì ông chủ tiệm muốn nói cặp này là cặp xịn, mà không biết xe gì xịn thôi à. 900 ngàn. Cái này nó dài hơn, nó chạy nó khòm hơn này nó mượn. Cái này
nó dài hơn như đây luôn á anh em. Nè nó khòm vậy nè, nè nó gắn vậy nó khòm nè. Thấy không? Chạy nó khòm. Mà cái này lùn nè. Kia nó cao. Nói chung là cầm đường cao lên. Cái này khoảng 4-5 kg gì vậy? Nặng anh em, nặng lắm. Thôi, giờ lại gạ mua cái này mới được. Đâu? Bạn nói nhiều ạ? Bớt đây. Bớt cái này đi. Phải xa quá. Rồi nè, tôi ra bớt 100 ngàn thôi báo. 100 ngàn. Cái gì đâu rồi. Hai chiếc kìm nó đổ máy, kêu đổ máy đã đời rồi nó quần tới đèn. Hiểu rồi. Anh. Phải là con heo hả? Bọn em đâu bán đâu. Dầu nãy là nó quần nhà tới cái đèn, đổ máy xong tới cái đèn rồi tới gáo đèn, gáo đuôi, gáo đèn vô cái đầu nó không chịu cái nữa. Này giống yếu rồi anh em. Lấy gáo đèn khác vô nữa, nó bể gãy trên chân á. Wow, ghê. Ủa cục kem đâu anh ơi. Lâu lâu cũng phải bị kẹo chứ lâu lâu lên đi là thua trẻ luôn. Chung mà hết anh em, bãi này hết xe. Quên vậy nó. Bên kia mình thấy serin không ạ? Chế được hay không mà chú ấy. Có mấy chiếc xe đậu nằm đây mà ta mua đó. Xe này mình qua sớm là mua được cặp bánh rồi. Bữa nào có cặp bánh nào nhỏ vậy để em tập anh. Dạ cũng chưa là có mới dám kia nói quán chứ có đâu dám hứa. Đã bao lâu cũng xe về. Em cũng không biết anh. Người ta có, người ta mới điện bán mình, người ta biết. Đã mua không được cái cặp bánh này, tiếc ghê luôn. Cặp bánh này về vô chiếc rác chạy thầy luôn anh em. Thôi, giờ trả tiền. Ủa, cái này có ai mua? Đi mấy chục cây số qua mua được này nè anh em. Để trả tiền. Thì nãy em chủ nói 900. Thấy mình ở xa qua bớt 100 nha anh em, còn 800. 800 rồi. Rồi, clip này tới đây thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem clip mình. Nếu thấy thích thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Để có động lực mình đi mấy cái bãi xe mình quay cho anh em coi tiếp. Nếu muốn coi em nhớ bình luận dưới video nè.